Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Xin giới thiệu với các bác, đây là anh Tấn ở Phú Ninh, Phú Thọ. Nhà anh vừa nhập một ông trâu về làm trâu trọi các bác ạ. Ông trâu này mua về mới được 20 ngày với giá theo anh Tấn chia sẻ là 120 triệu đồng. Hôm nay tôi sẽ nhờ anh review ông trâu này xem thế nào nhé. Chúng ta cùng đi theo chân anh nào. À, các bác nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh HLT Channel nhé. Ở đây có mỗi, chắc là mỗi con trâu nhà anh là khủng nhất đấy nhỉ. Dạ. Nhưng mà nó, anh mua chính xác con này là bao nhiêu? Nhìn cặp sừng kia mà. Ôi. Đấy, anh phải cho ra những cái chỗ này cho nó ăn này. Đầm tắm cho nó đen lại. Đây là anh mua 100 triệu, chuẩn xác là 100 triệu hay 120 triệu. Vì anh Hồng anh bảo là anh mua con này 120 triệu mà. Không muốn bảo đắt đắt châu bò nuôi. À. Ở dân ở đây nhiều người. Họ không tin. À vâng vâng, em hiểu cái đó. Con này đẹp đấy chứ. Con này đẹp đấy chứ. Mà sừng thế này cơ mà. Ôi mẹ, hai cặp sừng kìa. Ôi bẩn hết rồi. Con này chắc ở đây là con hoành tráng nhất trong cái đội này chứ. Hoành tráng nhất đấy nhỉ. Ngày bây giờ tắm cho nó này. Tắm cho ăn à? Con này về chủ là nó cũng quen ngay anh nhỉ? Thường thường là chủ về chủ mới là quen ngay ấy. Thuần ngay. Cặp sừng giá trị nhỉ? Sừng giá man rồi. Có rung luôn. Và anh cho đi đầm nhiều là nó cũng đen này đúng không? Đen này nhiều. Dãy lắng này đầm tắm bù thì ăn ngay. Dạ. Dãy lắng này tắm bù thì ăn ngay. Cái đầu. Dã man thật sự. Bây giờ bắt đầu cho ăn này. Tắm xong rồi cho. Mà đối với trâu trọi này thì một ngày cho ăn mấy bữa ạ? Thì con ăn buổi đêm thôi. Ăn buổi đêm à? Ngày
Ban ngày thì thường thường anh cho ăn gì? Ăn cỏ thôi. Ăn cỏ thôi à? Một ngày thì nó ăn bao gồm những cái gì anh? Cỏ ngọt, bột. Bột gì ạ? Bột ngô, bột lúa bình thường đấy. Cái đấy khoảng bao nhiêu cân này anh? Con như thế này 5-7 cân. Dạ 5-7 cân một ngày. 5-7 cân một ngày. Bột ngô, bột ngô lúa đó. Cám ngô, cám gạo đấy đúng không? Đúng rồi, là 5-7 cân một ngày. Muối là ăn. Xong rồi trộn muối cho ăn. Từng ngày sau khi khi đánh thì mình có vót không? Có chứ. Phải vẩy vót nhọn đi đúng không? Ngoài cho ăn cỏ với lại cám đó thì anh cho ăn thêm gì không? Bây giờ thì chưa. Bây giờ chưa. Sắp tới nếu mà giả sử như nó chuẩn bị đánh thì mình cho ăn gì anh? Mật mía. À, ăn mật mía à? Mật mía là nhanh béo lắm anh ạ. Loại mật mía đó. Sừng hoành tráng nhờ. Đủ một cặp sừng. Sừng này là dài bao nhiêu đây anh? Anh đo không? Chưa đo đâu. Không đo à? Con này là cao khoảng mét bao nhiêu ạ? Con này cũng dài chứ nhỉ? Dài là cũng hơn 2 mét từ đầu đấy, tính từ đầu đấy. Từ chán ạ. Từ chán đến khâu đuôi. Vanh con này là 2m3 ấy. Chắc đòi ăn đấy hả? Cứ đến giờ là cho ăn này. Khoảng 10:30 này bắt đầu cho ăn à? À. Đây là cám gạo đây đúng không anh? Luyện trâu trọi mà mình là một bữa cũng cho ăn khá nhiều muối anh nhỉ. Đây là một bữa của nó đây à? Nó ăn hết chỗ cỏ này không anh? Hết. Ăn hết chỗ cỏ này. Thiếu ạ. Buổi tối anh cũng cho ăn cắm như thế này à? Bây giờ hiện tại thì cũng chỉ cho ăn cám với lại cái cỏ ngọt này thôi anh. Ngọt thôi. Cái này là anh cho nó rít à? Cảm xúc giá trị nhỉ. Cảm xúc giá trị nhỉ.
Ngày xưa ở trên Phù Linh kia em biết là có, anh có biết là có anh Khoa, anh cũng chơi trâu tròi không? Khoa hình như ông đánh ở đây sao? Hay đánh ở đâu nhỉ? Không nghe thấy. Mình mới chơi thôi, về lâu rồi mình biết. Dạ. Xưa thì không nắm được. Zip phát hết luôn rồi. Zip cái này xong bắt đầu mình cho ăn cỏ luôn à anh Tấn ơi? Luôn à. Sợ to. Quá to luôn. Theo anh con này được mấy tuổi rồi? 15 tuổi à? Đây là tuổi già rồi, lì rồi chứ. Lì có thừa. Độ lì có thừa rồi. Nhưng mà tiêu chuẩn chọn trâu trọi của anh thì nó như thế nào? Ừ thì mình bắt thôi chứ. Ừ thì bắt thôi à? Ừ. Tiêu chuẩn đây là mình kinh nghiệm không có là không biết. Dạ. Anh cứ giấu nghề ấy. Giấu thì đâu. Nói chung là chưa được giải nhất. Giải nhì, giải ba thì có rồi. Giải nhì, giải ba có rồi, chưa được giải nhất. Giải nhì ở đây to không anh? Giải nhì 50 triệu, giải ba 30 triệu à? Ồ thì ở, cũng ở giống dưới kia giải nhất bao nhiêu ạ? 100 à? 70 triệu à? Nhưng mà các bạn là thịt bò này ra thì bán thừa. Rẻ. Không như lại phòng hải liệu. Ở bên này giá rẻ. À. 4-500 ở ngoài này, trước đây nó thịt trâu ra nó đã bán ở ngoài đường là 4-500 rồi. Hôm em mua về quê ấy. Nó bán nhiều lắm. Toàn đập trâu ra xong bắt đầu khổ những người như trâu trọi. Bán nhiều đường bán không cấm rồi. Nên là những người chơi trâu trọi giá không ổn định. Dạ. Đây là thú vui chơi. Thú vui. Mấy người bằng chơi chơi chọi lãi đâu. Đam mê chơi thôi. Đấy, bây giờ bắt đầu là quay sang nhìn cho ăn đấy à. Cho ăn cỏ à. Đâu vậy thì liếm đi cá đâu nha. Tức là liếm hết. Là cám trước. Cám trước thì cho là mới ăn cỏ. Ăn hết đồ ngon trước ấy. Cái này chẳng có gì rồi. Cám này thì có cái gì đâu. Con này là anh mua về được bao nhiêu ngày rồi ạ? Hơn 20 ngày à? Gần 1 tháng à? Bây giờ bắt đầu là mình cho ăn cỏ đấy đúng không? Ăn xong cám và ăn cỏ. Dạ. À nó phải hóng nữa. Đây các bác có thể thấy là bộ sừng nó hoành tráng không? Sừng quá hành tráng luôn, cực kỳ dài luôn. 2, 4, 6, một bên nó phải rơi tầm khoảng 70-80 phân anh nhỉ. Một bên sừng này nó phải rơi tầm khoảng 75-80 phân nhỉ. Một bên sừng không mà không cả sừng 1m03 rồi á.
từ đầu sừng bên này đến đầu sừng bên kia là 1m3 chưa anh? Ngọn sừng là 90, rộng nhất là 1m3. Từ đây. À, hai ngọn sừng sang là 90 phân. Bởi vì là cái nguyên cái sừng này đo chắc phải rơi tầm 75 80 phân rồi. Đúng không? Dài sừng đấy, nguyên một bên đấy. Một bên là đã 75 80 phân rồi. Này nó cứ nhàn nhàn như này đấy anh nhỉ. Nó cứ không háu ăn lắm. Ăn uống kém. Mét 4445 đấy. Cào đúng vào mặt mình luôn đấy. Cào thật. Không, con này là em thấy là nếu mà mình làm tốt con này sẽ hoành tráng lắm. Gần nhất sân luôn, to gần nhất sân luôn. Không phải nghĩ. Cơ bản béo thì nó mới được thịt. Thịt đã phải được đó. Bán cố gắng là bán khoảng 6 triệu một cân thôi anh ạ. Sáu triệu một cân thôi. Thôi, mình kết thúc video tại đây nha. Các bác đánh giá con trâu này như thế nào? Hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bác ở trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.